À, đi bằng 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 khớp gối hả? Ồ. Thôi chị đi làm công nhân thì chị có đôi hàng đi được 3 tháng là chị sụt. Hả? Chị đi làm công nhân được ba được 1 năm rồi chị vừa có bầu thằng này được 3 tháng là vừa đi sụt rồi, Chị sốt á? đi khám hồ này bình thường này đẻ ra cháu rồi. À. Không tay không chân đi. Thế trong quá trình mang thai là chị cũng chị có bình thường không? Lúc đó là chị bị sốt nhưng mà rồi chị có uống thuốc không? Không, lên bệnh viện họ chuyên Lên bệnh viện họ truyền truyền dịch, truyền nước biển á? À, chứ không có uống thuốc gì hết. không. À. Em tên là Khánh. Dạ, em làm bên công tác thiện nguyện đấy, từ thiện đấy. Dạ. Thế thì hôm nay em đi lên trên này để thăm một số cái hoàn cảnh. Dạ, thì có anh bạn của em, anh Phong, giáo viên trường gần đây đấy. Dạ, có chia sẻ là nhà chị thì có một cháu nhỏ này sinh ra là bị cụt tay cụt chân như này. Dạ, thì rất là thương. Thế thì em ghé vào em thăm hỏi một chút. Dạ. Cháu nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Gần 4 tuổi. Gần 4 tuổi á? À, cháu vẫn nói năng bình thường chứ? Mình nói năng bình thường. À, dạ. Cháu tên là gì? Thế con tên như thế nói Hả? chú cái máu để đá lấy xe quá Cháu nè tên là gì? đang đi Hả? đang đi Ôi, đang cháu đi cháu có tên phóng gì? đang đi có phóng được lấy xe Được không? À. Thế là chị hồi xưa là khi mà có bầu thì trong quá trình có bầu thì có siêu âm không chị? Có siêu âm thì bác sĩ có phát hiện ra như này Không, hoàn bình thường. không? Họ nói bình thường á, nhưng mà đẻ ra như này. À, khi đẻ ra như này chị có hốt hoảng không? Có. Sợ à? Dạ. Sợ thế. Có đi sàng lọc trước sinh gì? Lúc mang thai anh sẽ có những cái đợt mà mình sàng lọc thai á. Ngày bữa Chị có có đi 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 nở máu á. hả? Ngày bữa có đi thử máu á, họ là bình thường đấy. Trong không ý là trong cái quá trình mang thai đấy thì có cái chương trình là sàng lọc gì em nhỉ? Sàng lọc trước sinh, Sàng lọc trước hai sinh hai nhé. hai đợt đấy. Không ơi. Không à, chị không có đi làm Lúc đó. sàng lọc là sẽ phát hiện ra những cái bệnh lý mà giống như đau, hồi chứng đau lúc là sẽ phát hiện ra sớm. Cháu là gần 4 tuổi. Gần 4 À. tuổi. Thế bây giờ thì ăn là cứ ngồi như này thôi chứ còn Ăn thì ngồi đó. à. Nó đi chơi thì phải bông đi chơi. Ờ, tất cả cũng không 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 có sinh hoạt được nhỉ. À, tay chú xem nào. Khổ quá, tôi nha. Thế phía phía bên 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 chỗ anh chị em của nhà mình thì có ai có bị tật tiếc gì không? Có thằng em bên đi bị não năm một chỗ 7 tuổi đó. Không, ý là anh chị em á. Không, Ý em nói là trong 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 dòng họ nhà chị đấy. có Anh chị anh em chị ruột nhà ruột mình đấy. đấy Đó. không. Không có ai bị hả? Không. Ờ. Thế phía đằng bố của cháu cũng bình thường, nhưng mà bây giờ sinh ra cháu cái này luôn á. Hai cái ngón này nó dính lại với nhau luôn á. Hai ngón này nó dính lại với nhau. Nó không biết là nó có bị đau không nhỉ? Cả đêm mình ban đau Hả? đau trong sớm này Cả đêm là cháu có bị đau không? thế nó phải chịu thế có Cháu đau ở đâu? Cháu đau ở đây hả? À. Ủa sao mà chảy 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 xước đấy? Đây là nghịch đi chợ ấy hả? đi Té. chợ trưa đường đi té Hả? sớm Ôi giời. Chú bấm bấm cái này cháu có đau không? Hả? đau Đau hả? Ờ. À. Chân tay co quắp tồi thế, thường thế. Rồi thì chưa đi học mầm non được à? đi đó Vẫn đi học á? đi được cả 3 tháng nhưng nghỉ đến chứ À, cái này là bữa sau vẫn ngồi xe lăn được, với cái tay này của cháu vẫn vận động được này, là vẫn ngồi xe lăn được. Cái này tay nó đẩy được đấy, đẩy xe được. Nói chung cũng rất là đáng thương thôi, nhưng mà
vẫn có cơ hội để nó trụ đồng, nó vận động được. Bây giờ thì đài tiền tạo tiệu tiền thì chị phải làm giúp nó hết đúng không? Khi mới đẻ ra cái như thế thì chắc là chị hốt hoảng lắm nhỉ, sợ lắm hả? Chị sợ lắm chứ, đẻ ra cái là thấy gì đấy. Đẻ ra lúc đó chị có khóc nhiều nhiều hả? Mẹ khóc nhiều. Anh đuổi mẹ đấy hả? Mẹ nhưng mà đừng quay quá nè, con cần người đi với ai đuổi mẹ. Thế này ai đuổi mẹ con, tại sao anh xem mẹ có ai đuổi nữa? Cháu ơi, cháu cháu có hay xem tivi không? Chị có hay cho cháu xem điện thoại không? Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng á? Ừ. Bảo là cháu. Cháu nó đang nhỏ. Chị có biết là một cái anh mà một anh người Úc ấy mà anh ta bị cụt hai tay và cụt hai chân không? Hả? Không, em hỏi chị đấy, chị có biết là khi mà bây giờ chị sinh cháu ra mà bị cụt tay cụt chân như này thì bây giờ chị có bi quan trong cuộc sống không? Có bi quan không? Hả? Chị có nghĩ rằng là tương lai của cháu tới đây rồi sẽ không không có được tốt đẹp không? Không. Hả? Có nghĩ rằng là cháu không làm được gì và có nghĩ rằng là tương lai của nó rồi không không có sáng làng gì không? Có nghĩ hả? Nhưng mà chị đã bao giờ đã biết đến đã từng nghe đến một cái trường hợp nào mà bị cụt tay cụt chân mà họ bây giờ họ rất là thành công không? Đâu. Có rồi hả? Là chị biết biết đến ai? Biết cái thằng Nick đấy. Đúng rồi. Anh Nick ấy. Đâu. Anh Nick đó là bây giờ là một người diễn giả, một người truyền động lực, gọi là rất là giỏi. Vâng, nổi tiếng thế giới luôn đấy chị ạ. Và anh ta còn còn kém may mắn hơn cả cả con chị đây nữa. Tức là anh ấy là cụt hẳn lên trên 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 này luôn. Đấy, tay là cũng không có luôn, còn còn cháu nhà mình vẫn còn có một cái cánh tay kia. Tức là hai cánh tay cũng ngoài ngoài được, nói chung là cũng cũng rất là đáng thương. Đấy, nhưng mà anh Nick là còn 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 cụt hơn, cụt nhiều hơn hơn cháu nữa. Chị ạ. Dạ. Cho nên là tại sao em nói điều đó, bởi vì em muốn chia sẻ với chị là mình không may mắn sinh ra một người con mà nó bị khuyết tật như này thì rất là đáng thương rồi. Tuy nhiên thì chuyện nó đã đành rồi và bây giờ mình còn phải lạc quan hơn nữa trong cuộc sống chị ạ. Dạ. Và hãy nghĩ rằng là trong tương lai cháu vẫn có thể là trở thành một người tốt, một người thành công chị ạ, và thậm chí có thể trở thành một người kiệt xuất được. Đấy, cho nên đừng có bi quan quá chị nhé, mà hãy cố gắng làm sao đồng viên, làm bàn chăm sóc với cho cháu thật tốt để cháu có được một cái niềm vui. Đặc biệt đó là cháu sẽ không bị tự ti so với bạn bè của mình, bởi vì bây giờ thì nó đang còn nhỏ đấy, thì nó còn chưa suy nghĩ nhiều đâu, nhưng mà sau này nó lớn lên đấy, thêm khoảng tầm 5 tuổi nữa đấy, thì lúc bấy giờ là nó sẽ, nếu mình không khéo trong cái quá trình mà mình dạy con đấy, nếu mình không khéo trong cái quá trình mà mình dạy con thì sẽ làm cho con của mình nó bị tự ti chị ạ, nó thiếu tự tin đấy. Và như vậy thì nó sẽ làm mất đi cái sự mạnh mẽ, cái cơ hội để nó có thể là vươn lên trong cuộc sống được. Thế cho nên là mình cứ lạc quan lên nhá chị nhá. Thế rồi thế chị thì hiện nay là chị làm cái công việc gì để nuôi nuôi cháu đấy? Chị ở nhà sửa đồ sửa điều kia, sửa áo quần á. Ở nhà là may áo quần á, sửa áo quần á? Sửa áo quần. Dạ, thế anh nhà mình thì làm gì? Không có anh. Anh là chị không có chồng á? Ở một mình thế? Thế anh em thì có đông không? Năm anh em. Năm anh em á? Năm anh em ruột đấy. Thế các anh chị thì bây giờ có khá giả không chị? Cũng bình thường. Cũng bình thường á? Và bây giờ là hàng ngày là mình làm cái công việc là may áo quần hả? Áo quần. Sửa áo quần hả? Sửa là mình sửa ở đâu chị? Sửa trong này hả?
À, đây là cái công việc em tham quan cái ngôi nhà gỗ của chị một chút nhé. Đây là chị tên là gì nhỉ? Chị Sen á. Dạ, chị Sen á. Dạ. Thế thì cháu nhà mình bì như này, nhưng mà cháu có hay bì có hay bị đau ốm gì không chị? Có em, đau sụt, ốm sụt. Ốm sụt á? Ừ. Nó thường đau như thế nào, đau gì? Nó sụt vì là đau hai cái chân nữa. Hả? Sưng lên hai chân nữa. Sưng á? Nó vẫn hay bị sưng hả chị? Bây giờ mà để cho nó ngồi xuống thì nó có trườn trườn được không? Có. Vẫn trườn được hả? Tuấn Tuấn đi được này đấy, chú xem nó. Đi lại lấy cái xe. À, chú lại lấy, cháu lại lấy xe này chú nó. À. À, đi bằng khớp gối hả? Ồ. Đi bằng khớp gối. Cháu đi lại chú, cháu đi lại đấy chú một lần nữa chú xem nó. À. Đây đây đây. Đây, cháu lại lấy cái này này. À, không đi bằng đầu gối như lúc nãy nữa hả? Đưa cho mẹ, đưa ra cho mẹ. À, cháu đưa lại cho mẹ được không? À, thế bây giờ phải có cái cách gì, có cách gì để làm cho cái có một cái đệm gì ở chỗ cái hai đầu gối để cho nó đi hả? Như thế này thì nó vẫn đi đài tiền được, à, đi tiểu tiền được chứ? Nó tự đi được không? Nó tự đi được đúng không? Không, nó kêu bông đấy. Nó kêu bông. Bây giờ thì nó đã kêu bông nhưng mà sau này lớn lên chút nữa thì nó sẽ tự chủ động nó làm được. À. Cháu có thích lên tivi không? Có không? Có. Có thích nhiều đồ chơi để chơi không? Có. Có ha? Có. À. Thế để chú mua đồ chơi cho cháu nhỉ? Cháu có thích đồ chơi không? Thích. Hả? Thích. Thích hả? Thích. À. Hả? Thích gì? Thích đồ chơi nhiều hơn. À, thích đồ chơi nhiều hơn á? À. Thế thì để chú mua đồ chơi cho cháu nhé. Dạ. Có cháu thích đồ chơi như thế nào? Thích ô tô hay là thích súng? Súng. Hả? Súng. Thích súng á? Xe tăng. Thích xe tăng hả? Ôi giời. Hả, thích gì nữa? Xe con. Thích gì? Xe con. À, thích xe con hả? À, toàn là thích súng rồi thích xe tăng rồi thích xe con hả? Ừ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang có mặt ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và bây giờ thì đang đến thăm hoàn cảnh của gia đình chị Hoàng Thị Sen, quý vị ạ. Và trước ống kính ở đây chính là chị Hoàng Thị Sen, là một người mẹ đơn thân. Tuy nhiên thì chị rất là không may khi sinh ra một người con trai đấy. Thì cháu không may là bị cụt, đây quý vị, bị cụt hẳn một cánh tay, vâng ạ. Và còn lại thì ở đây những cái hai chân của cháu ấy cũng bị tật quý vị ạ, không có bàn luôn. Đấy, cái bàn của chân này thì cũng không có đầy đủ bộ phận nữa. Đấy, không đầy đủ các ngón nữa. Rồi đây tay phải của cháu ấy chỉ được có 3 ngón thôi. À, thì đây là một hoàn cảnh mà cũng thực sự là rất là đáng thương. À, thứ nhất là thương cháu, cháu cũng là một kiếp người nhưng mà sinh ra thì đã không được tròn vẹn quý vị ạ. À, rất là đáng thương. Bây giờ cháu đi là đi bằng hai cái khuỷu gối này. Đó. Và bản thân chị Sen thì cũng là trong một cái gia đình đặc biệt khó khăn, nhà thì đông anh em, gồm có năm anh chị em. Đó. Sinh ra cháu như này rồi thì bây giờ thì hàng ngày là chị làm cái công việc gì để kiếm sống của chị Sen? Sửa áo quần. Sửa áo quần á. Ừ. Yeah. Thế thì cháu như này thì mình có thể gửi cho ông bà để mình đi làm những việc khác chứ? Hay là chị ở nhà sửa áo quần đó? Ở nhà sửa áo quần thì ông bà ra đấy. Ông bà già rồi không bồng được á? Ừ. Dạ. Yeah. Thấy cháu này thương quá hả? À. Thế rồi sửa áo quần này thì có đủ chi phí để trang trải cuộc sống không? Không ấy. Hả? Ngày được 3-40 ngàn. Ngày được 3-40 ngàn á? Ừ. À. Thế cháu bây giờ đi học như này bị tật nguyền như này thì đi học thì không có phải đóng học phí đâu chị nhỉ? Không. Hả? Không. Vẫn phải đóng học phí bình thường à? Ừ. À. Với trường hợp của cháu chị ạ, thì thực sự là cũng rất là đáng thương chị ạ.
Tuy nhiên thì cũng có những đứa trẻ nó còn thiếu may mắn hơn 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 cháu nhà mình nữa. Không có vận động được. Chị ạ. Dạ. Cho nên là chị cũng cố gắng là lạc quan để rồi là tự tin để mà nuôi dạy cháu chị nhá. Dạ. Thế thì hôm nay thì em lên đây thì thực sự là em cũng rất là đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con chị ạ. Dạ. Thế thì em cũng xin thay mặt cho có hai mảnh thường quân đấy, cũng gọi là có biếu cho cháu đây chút quà chị nhá, gọi là để chị mua đồ chơi cho cháu. Dạ. Đầu tiên đó là em xin thay mặt cho chị Vũ Thị Lan chị nhá. Chị Vũ Thị Lan ở bên bên Úc ấy, biếu cho cháu là 500.000 đồng để chị mua thêm cái đồ chơi cho cháu để cho nó chơi cháu chị nhá. Dạ. Thì đây là quà của cô Nguyễn Thị Lan, Vũ Thị Lan ở bên Úc ấy, biếu cho cháu để mua đồ chơi cho cháu. Tuấn nhá. Cháu thích không? Thích hả? Cháu biết cái gì đây không? Hả? Tiền á? Biết tờ này là bao nhiêu tiền không? Biết tờ này bao nhiêu tiền không? 1.000 á? Tờ này là tờ 500.000 đồng cháu nhá. Đó, thì đây là tấm lòng của chị Vũ Thị Lan ở bên Úc biếu cho chị để mua cho cháu ít cái đồ chơi để cho nó chơi chị nhá. Dạ. Đó. Cảm ơn chú. Tiếp nữa là có một nhà hảo tâm nữa ở ngoài thành phố Vinh, Nghệ An đấy chị ạ. Dạ, ngoài thành phố Vinh, Nghệ An đấy. Đó là anh Nguyễn Văn Vinh. Chị ạ. Anh cháu nín nào. Cháu từ từ này. Anh Nguyễn Văn Vinh ở ngoài thành phố Vinh, Nghệ An đấy. Dạ. Anh em cũng thay mặt cho anh Nguyễn Văn Vinh là có biếu cho cháu là 350.000 đồng chị nhá. Để chị mua thêm cho cháu hộp sữa chị nhá. Dạ, thì đây là tấm lòng của anh Nguyễn Văn Vinh. Dạ. Chị cảm ơn mẹ anh em. Dạ dạ, thì hôm nay em cũng tình cờ biết đến cái hoàn cảnh của hai mẹ con thì cũng rất là thương, và cũng thay mặt cho các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đấy, chúc cho hai mẹ con chị luôn luôn được mạnh khỏe, lạc quan trong cuộc sống để rồi tự tin để nuôi dạy cháu cho nó trưởng thành chị ạ. Dạ, chị nhá. Mặc dù cháu sinh ra tật nguyền như này nhưng không có nghĩa là cháu không có cơ hội để thành công trong cuộc sống chị nhá. Cho nên là tự tin lên nhá. Thì cảm ơn mấy anh em vì thương quân là giúp đỡ cho cháu nhé. Dạ dạ dạ. Rồi. Thế thôi, em biết rằng là chị cũng rất là xúc động và với cái vấn đề của con như thế này thì chị cũng rất là đau lòng. Tuy nhiên thì một lần nữa thì em cũng chỉ biết là đồng viên chị, chúc cho chị được mạnh khỏe và lạc quan để rồi làm việc tốt, có sức khỏe để nuôi con chị nhá. Thế bây giờ thì bây giờ thì cũng em còn đi thăm một số hoàn cảnh nữa chị nhá. Cũng cho nên là cũng không có thời gian để ngồi chơi với cháu lâu hơn nữa. Thôi thì em chào hai mẹ con nhá. Chào chị nhá. Chào cháu Tuấn nhá. Chào. Nào cháu Tuấn chào mọi người nào. Bye bye nào. Bye bye. Bye bye, phải giơ tay vậy chứ. Bye bye. Nhá. Rồi.